Chào các bạn nha. Thì trong cái video này mình xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái nội dung, đó là làm thế nào để mình tạo được cái màn hình kết thúc trong cái video của mình. Khi mà cái video của mình nó hoạt động mà nó gần hết rồi đó, thì nó sẽ hiện lên một số cái màn hình, đó chính là những cái gợi ý để cho người xem có thể chọn một trong số những cái màn hình đó để người ta có thể xem tiếp cái video của mình. Thì đó chính là cái lý do mà hôm nay mình làm cái video này, để chia sẻ cũng như là hướng dẫn với tất cả các bạn cách làm như thế nào để mình tạo ra được những cái màn hình ở phía sau cái cuối cùng của cái video của mình. Thì cái đó thì gọi là cái màn hình kết thúc đó. Thì mình sẽ mời các bạn cùng theo dõi cách làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái kênh của mình đi ha. Ta mở cái kênh của mình lên. Chúng ta sẽ chọn một cái video để chúng ta thực hiện cái công việc này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái video này đi ha. Chúng ta lướt vào. Rồi, chúng ta sẽ kéo từ từ xuống phía dưới ha. Chúng ta kéo chuột xuống phía dưới. Rồi, chúng ta chọn cái mục này các bạn. Đây chính là cái mục mà chúng ta cần phải làm nè ha. Màn hình kết thúc nữa ha. Chúng ta sẽ lướt vào đây. Rồi nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này ha, gồm có thành phần, rồi nhập từ video nè. Thì mình sẽ chọn cái kiểu màn hình kết thúc sẽ xuất hiện như thế nào. Ở đây là một cái video nè, ở đây là cái vòng tròn là cái kênh của mình nè ha. Lấy màn hình kết thúc của video gần đây nhất. Bên này nó có để là một video nè và một đăng ký, tức là một cái video xuất hiện ở cái màn hình kết thúc của cái video mình đang phát với một cái kênh ha, kênh bất kỳ. Thông thường thì mình sẽ để kênh của mình hoặc là những cái kênh phụ của mình chúng ta chèn vào đây ha, để người xem người ta thấy coi như mình quảng cáo kênh của mình vậy đó, hoặc là mình quảng cáo cái video mà mình cần muốn cho cái khán giả họ xem tiếp tục. Thì đó là một cái việc làm rất là hay ha. Thành ra hôm nay mình mới chia sẻ cái cách làm như thế nào để giúp cho các bạn có thể làm được và tạo cho cái video của mình có cái sức hút ha, cái sự hấp dẫn để người xem người ta sẽ tò mò, người ta sẽ xem tiếp tục cái video mình cần muốn giới thiệu. Rồi, đây là một danh sách phát, một đăng ký. Thì mình ngoài cái việc mình chọn cái video mình giới thiệu thì chúng ta cũng có thể chọn cái danh sách phát để chúng ta giới thiệu ha, thì mình chọn thôi với một cái kênh. Rồi bên này thì có xuất hiện cái màn hình kết thúc là hai video nè, nó có để nè, tức là có người ta có gợi ý cho mình ra luôn á. Đây một video và một danh sách phát, thì mình không có kênh ha, mà chỉ là một cái video và một cái danh sách phát thôi. Rồi bên này có một video nè, rồi một danh sách phát và một đăng ký. Đây là các cái dạng để mình chọn thôi. Đó là một số cái dạng cơ bản mình chọn. Ví dụ như chúng ta chọn cái dạng này nè, một video, rồi một danh sách phát và một cái kênh đăng ký. Chúng ta click vào. Rồi, chúng ta click vào các bạn. Click vào. Thì nó sẽ hiện ra cái kênh của mình nè. Hiện ra kênh của mình ở giữa. Rồi một cái video mình sẽ chọn. Và bên này là một cái danh sách phát mình sẽ chọn nè ha. Ở phía dưới này nó có để cái dòng hướng dẫn cho mình thấy nè. Đây là cái đăng ký, là cái kênh Triệu Hoàng Tú nè ha. Nó có để nè ha, ở giữa nè. Rồi một cái video phù hợp nhất với người xem, tức là mình chọn cái video nào mình muốn giới thiệu đó, thì mình sẽ click vào đây để mình chọn. Và cái cuối cùng là danh sách phát màu đỏ nè ha. Rồi chúng ta click vào đây.
Bên này có một số cái gợi ý như là video đã tải lên gần nhất nè, rồi phù hợp nhất với người xem, hoặc là mình chọn một cái video cụ thể nè ha, mình click vào cái chỗ là chọn một video cụ thể, rồi nó sẽ hiện ra tất cả các cái video trong cái kênh của mình ha. Mình muốn giới thiệu cái video nào đối với người xem cũng được hết, tùy mình thôi, miễn sao mình thấy nó hay được rồi. Đây, bây giờ mình sẽ chọn cái video là kho ảnh video nhạc 100% không bản quyền nè, chúng ta chọn. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn bất kỳ cái video nào khác ở kênh của bất kỳ người nào, mà miễn sao mình có cái đường link mình dán vào đây ha, dán vào đây thì nó sẽ hiện ra, và các bạn sẽ dán vào, nó sẽ hiện vào trong cái màn hình kết thúc của mình. Giống như mình quảng bá một cái kênh khác, hoặc là mình giới thiệu một cái video của cái kênh người bạn của mình, bất kỳ cái video nào khác của kênh khác ha, mình sẽ chọn, mình cứ chọn cái đường link, click vào đây. Rồi mình chọn cái video của mình đi ha, kho ảnh video nhạc 100% không bản quyền nữa ha, bật kiếm tiền, chúng ta chọn cái này. Rồi nó đã hiện lên cái video mình vừa chọn này các bạn ha. Đây là một cái video mà chúng ta giới thiệu cho người xem khi mà cái video của mình đang phát nó sắp hết, thì nó hiện lên các cái màn hình này ha, để người xem có thể, chúng ta người ta có thể, người ta click vào xem tiếp. Rồi bên này là danh sách phát nè, chúng ta click vào, chúng ta chọn. Hoặc là chúng ta cũng có thể đổi từ danh sách phát này qua một cái video nè, mình nhìn chơi nè các bạn ha. Đây mình đổi video nè, hoặc là mình đổi cái kênh nè, phải không? Cái kênh mình muốn giới thiệu nè. À, bây giờ mình không muốn danh sách phát thì mình sẽ chọn video nè. Đó, chọn video. À, chọn video nó là thêm một cái video nữa. À, như vậy là chúng ta không có đổi được, mà chúng ta chọn thì nó sẽ thêm nữa hết các bạn. À, tùy các bạn. Vậy là cái này nó đã bắt buộc mình phải chọn một cái danh sách phát rồi. Thì khi mình chọn video thì nó lên một cái màn hình tiếp tục nữa ha. Mình sẽ tìm một cái video mình dán vô đây. Rồi mình chọn một video cụ thể nè. Rồi, đây đi, phần 2 đi. Rồi nó hiện lên nè các bạn ha. Rồi nếu mà mình muốn thêm một video nữa thì nó sẽ hiện bên này chẳng hạn. Rồi giờ mình qua danh sách phát mình làm đi. Chọn nè. Rồi, chọn này đi. Rồi, đây là danh sách phát nha. Như vậy là cái màn hình kết thúc của mình nó xuất hiện. Thứ nhất là một danh sách phát. Rồi thứ hai là một cái video nằm ở dưới này, và ở trên là một cái video nữa, như vậy là hai video, rồi một kênh và một danh sách phát. Chúng ta nhấn lưu. À, nhấn lưu. Rồi bây giờ chúng ta mở thử xem cái video này nó có thành công hay không nhé. Chúng ta mở ra xem thử. Rồi mình kéo xuống gần gần kết thúc cái video luôn đi cho nó nhanh. Rồi nè các bạn, như vậy là cái màn hình kết thúc của mình đã cũng đã vừa hướng dẫn xong ha, và nó đã thành công rồi. À, như nãy mình vừa làm thì nó đã xuất hiện rồi ha, hai video, một cái kênh và một danh sách phát nè. Như vậy chúng ta gần hết cái video này, chúng ta có thể click vào những cái màn hình này để chúng ta xem những video tiếp theo nè ha. Rồi như vậy cái phần trình bày của mình, cái vấn đề chia sẻ cái cách mà chúng ta tạo ra được cái màn hình kết thúc cho cái video của mình thì đến đây là hết ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.